bùng nổ Roadshow BBT quận 12, chân dài, đại náo Jim Duy Nguyễn. Hòa mình cùng cộng đồng. Sự mở đầu mới lạ. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Thể thao. Năng động. Cá tính. Gym vì sức khỏe. BBT đẳng cấp, trường tồn. Dù nắng hay mưa, BBT Hiệp Thành, ngại chi tập gym. Quận 12, án ngữ khu Bắc Sài Gòn, với những phòng gym mộc mạc, đơn sơ, chỉ còn là dĩ vãng. Vì giờ đây, Duy Nguyễn về đây với một building sừng sững một góc trời, rực sáng khắp một phương rộng lớn. Một trụ nhà cao với hai hàng chữ vàng, gói gọn hết thông điệp của gym chúa. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp là một minh chứng hùng hồn cho triết lý gym dành cho cuộc sống. Ngoài ra, trên mảng tường cao, hình ảnh tráng sĩ vác súng sau lưng, lạnh lùng, tiêu diệt đối thủ, không chớp mắt để gặt hái được thành công như ngày hôm nay, cũng không tự mãn và luôn cúi mặt nhìn về nơi mình bắt đầu. Ý nghĩa của hai bức tranh to lớn được treo trên mặt tiền và thắp sáng mỗi khi đêm về. Với những đầu tư to lớn đó thì không lạ gì khi Duy Nguyễn chi kinh phí khủng để chạy dự án marketing đẳng cấp cho ngày khai trương. Và Roadshow chỉ là một phần nhỏ, nhưng đã khuấy đảo cộng đồng gymmer với 12 chiếc xe đạp, cá tính tượng trưng cho quận 12. Tại sao BBT không dùng mô tô hay siêu xe cho Roadshow? Câu trả lời là không hợp lý. Duy Nguyễn muốn thông qua hành động đạp xe để kêu gọi mọi người thường xuyên tập thể dục, nâng cao thể chất. Còn dùng mô tô hay siêu xe để khoe độ giàu trong hoàn cảnh này thì quá là vô duyên. Tọa lạc tại vị trí đắc địa 535 trở thành điểm cao nhất, sáng nhất trên trục đường Lê Văn Khương mà bạn có thể nhìn từ nhiều hướng. Ngã tư Trung Chánh, góc ngã tư quốc lộ 22 và Nguyễn Ảnh Thủ, tuyến giao thông huyết mạch đi Hóc Môn và Củ Chi, đồng thời là khu dân cư truyền thống quận 12. Công viên phần mềm Quang Trung, ngã tư Quang Trung, Gò Vấp, Tô Ký, quốc lộ 1A. Khu văn phòng cao ốc kỹ thuật cao với lượng lao động chất xám văn phòng rất dồi dào. Cầu vượt Tân Thới Hiệp, góc Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Lê Văn Khương và quốc lộ 1A. Cửa ngõ tiến vào quận 12, một trong những siêu thị Metro Mega đầu tiên của thành phố và là hướng chính đón khách từ Gò Vấp và Bình Dương, Hóc Môn. Trung tâm hành chính quận 12 ngay trục Lê Văn Khương kết nối Thạnh Xuân 25 đón khách từ khu vực Hà Huy Giáp và khu dân cư mới Thạnh Lộc. Ngã tư An Sương là nút giao thông huyết mạch nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh, kết nối Tân Bình và phường Tân Thới Nhất, quận 12, trục đường Hồ Văn Hớn. Ngã tư Lê Văn Khương, Nguyễn Ảnh Thủ như trái tim của quận, với mật độ giao thông rất cao và thương mại dịch vụ rất sầm uất. Cuối cùng, phải kể đến Hiệp Thành City và lân cận. Khu dân cư trung tâm nhất của quận là nơi an cư, lạc nghiệp của nhiều người dân có mức sống trung lưu. Ngoài ra, BBT nằm giữa nhiều khu công nghiệp vừa và nhỏ của quận. Nhiều nhà máy bia lớn của Đông Nam Á, bao gồm Tiger, Heineken, tiềm năng khách hàng cao cấp rất đông, các quản lý, trưởng phòng các bộ phận. Trên mỗi con đường tuyến phố mà đoàn xe Roadshow đi qua đều để lại những ấn tượng mạnh mẽ. Cách marketing gần gũi và độc đáo của BBT Hiệp Thành, dù nắng hay mưa, thì đoàn xe vẫn kiên trì lăn bánh, giống như tinh thần luôn tiến về phía trước, bất kể chông gai của gym chúa. Cuối giờ, hình ảnh những cô gái đứng trước cửa BBT tôn vinh những hàng chữ tâm đắc của Duy Nguyễn. Một lần nữa nhắc đến và khẳng định một thông điệp mạnh, một đích đến hoàn hảo cho gymmer, đó là gym phục vụ.
cuộc sống, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Và hình ảnh giám đốc Duy Nguyễn trong trang phục tập gym giản dị, chụp hình cùng giả model xinh xắn đã khép lại ngày roadshow đầy những cảm xúc và đồng thời ngạo nghễ mở ra một hành trang chinh phục khách hàng. Gym chúa Duy Nguyễn đã thành công sứ mệnh về với quận 12. Hình ảnh đậm chất gym và PR đã thay cho lời chào của Duy Nguyễn đến với cộng đồng gymmer quận 12 và các khu vực lân cận. Dự án marketing của BBT còn rất nhiều, rất lớn, được tiến hành trong 30 ngày đủ cho thấy được sự nghiêm túc và tâm huyết của gym chúa. Mỗi ngày trôi qua, BBT lại có nhiều cái mới, đầu tư liên tục và có chiều sâu mới xứng tầm dự án hàng triệu đô trong chuỗi THOL Gym Center của Duy Nguyễn.